A Di Đà Phật. Chị Trúc ơi, hôm nay em đến đến đường 295 Lưu Hữu Phước của quận 8 để trao tặng cho bà con mình ở đây tổng cộng là 40 phần gạo và 40 phần rau củ quả. Con cảm niệm công đức của thầy Vọng Tây và chị cô Thu và nhà gạo đã ủng hộ cho bà con ở vùng dịch ở nơi đây, và chị trúc cho rau củ quả mô Phật A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2021. Chị Trúc ơi, em đã xuất cái này về cho 42 phần quà và chia cho hai bếp ăn của quận 5 và bếp ăn của thầy ở tại Tôn Thất Thiếp á, để nấu cho bà con mình ăn nghe. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2021, chị Trúc cảm niệm công đức của gia đình chị Trúc đã ủng hộ cho bà con ở vùng dịch, tiếp tục xe rau thứ hai nha bà con. Đây, A Di Đà Phật. Bà đừng quay đây, bà. Đây đây nè. Bà. Nó hồi cho đi chùa Bình An nha bà con. Chị Trúc đây chị ơi. Đây. Từ đầu mùa dịch tới giờ chúc chị mua may mắn đắt nha. A Di Đà Phật. Mô Phật. Đây. Bà nhớ cho em chân để phụ bốc ra bốc cỏ bà Trúc ơi. Đây đây đây. Cho mày làm gì? Rồi, A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của chị Trúc nhiều lắm nha. Mô Phật. Ở đây con cảm ơn cô Vinh. Cảm ơn rồi. Cô Tư và tất cả nhà hảo tâm đã cho hả chúng con có được những bữa ăn vậy. Rồi mô Phật nha, cảm niệm công đức hết nha. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2021. Em ra tại sạp của chị Trúc bán tại chợ Phú Lâm đã xuất cho sư là 500 ký bầu với lại bí đao. A Di Đà Phật, mô Phật. A Di Đà Phật. Sáng nay là 30 tháng 9 năm 2021. Đây, bà con mình Trang, chị Tám, Dung đang tập trung để lựa đồ đang vô hàng cho bà con mình. tặng cho bà Tám một bài nè, là một bài cho bà Tám vui nè. Ai cũng dành phần nhẹ nhàng gian khổ sẽ về ai. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2021, chị Trúc ơi, em đã xuất cái này về cho 42 phần quà và chia cho hai bếp ăn của quận 5 và bếp ăn của thầy ở tại Tôn Thất Thiếp á, để nấu cho bà con mình ăn nghe. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức mô Phật. Xe này xe thứ hai để chia sẻ cho và cho bếp ăn của quận 5. A Di Đà Phật, mô Phật, cảm niệm công đức của chị Trúc nha. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2021. Chị Trúc ơi, đây là một chuyến xe của Tân trở về chùa Mai Sơn. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của chị Trúc nha. Mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2021. Cả xóm đang buổi chiều nay đang tập trung để chia cho hai điểm của khu của vùng dịch đó. Đó là Hậu Giang và Chợ Lớn. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của chị Trúc nhiều lắm nha. Mô Phật. Đây còn đồ của chùa Bình An chuẩn bị đi. Rồi bông vậy luôn. Đây mô Phật. Chị Trúc ơi, em đã đến điểm của khu vực này á, là số mấy chị? 17-3 ở gì? Phan Đình Thông, phường An Lạc, quận Bình Tân, đã chia sẻ nơi đây là 20 phần. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của chị Trúc nha. Mô Phật. Rồi mô Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2021. Chị Trúc ơi, em đã đến điểm của khu vực của 396 đường Chợ Lớn để chia sẻ cho bà con mình ở nơi đây, tổng cộng là 62 hộ. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của chị Trúc nhiều lắm nha. Mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2021. Chị Trúc ơi, em đã đến chùa Bình An đã gặp sư phụ và trao tặng ở đây mình tới mấy trăm ký. Sư phụ cho người nhà ta mừng đó con Trúc ơi. Ta mừng lắm. Rồi A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của sư phụ và chị Trúc được Phú Lâm. Dạ Phú Lâm. Mình giỏi rồi, được rồi. Dạ dồi dào sức khỏe hết. Rồi mô Phật.